72 con quỷ của vua Solomon. Yếu tim thì đừng xem. Phần 1. Nghệ thuật của Solomon. Đã kể lại rằng khi còn sống, vua Solomon có khả năng triệu hồi và sai khiến 72 con quỷ mạnh mẽ, đầy tài phép. Thế nhưng do quá sợ hãi sức mạnh của chúng, vua Solomon đã yểm bùa để lôi kéo và phong ấn chúng vào trong những chiếc hòm bằng đồng và ném xuống một hồ nước lớn và sâu. Khi mà người Babylon tìm thấy những cái hòm đấy, họ tưởng rằng bên trong chứa kho báu nên đã mở ra xem và rồi giải phóng cho 72 con quỷ cùng với tài sản của chúng. Tương truyền là những con quỷ này đã trở lại nơi của chúng trước kia, ngoại trừ Belial là ở lại với thế giới loài người. Bạn khó khăn khi đi vệ sinh, hơi linh tinh mỗi khi táo bón. Vậy thì chiếc video này là dành riêng cho bạn, bởi vì đảm bảo sẽ có vài người vãi một số thứ sau khi xem xong đấy. Solomon sinh vào khoảng năm 974 trước công nguyên, là vị vua thứ 3 của Israel. Là con trai của vua David, Solomon đã thống trị đế chế trải dài từ Euphrates đến mỏm bắc của vịnh Aqaba. Vua Solomon thành lập vương quốc Edom và được mệnh danh là nhà thống trị vĩ đại nhất của Israel. Ông là người xây dựng ngôi đền đầu tiên của người Do Thái ở Jerusalem, sở hữu một lượng vàng lớn và trị vì Israel trong gần 40 năm trước khi băng hà vào năm 931 trước công nguyên. Năm 12 tuổi, ông được cha là vua David truyền lại ngôi báu. Theo Kinh Cựu Ước, Đức Chúa Trời xuất hiện và phán với Solomon: "Hãy xin điều người muốn ta ban cho người." Solomon thưa rằng: "Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và hiểu biết để con lãnh đạo muôn dân, vì ai có thể cai trị dân tộc lớn lao này của Chúa?" Đức Chúa Trời mới phán rằng: "Vì ngươi có lòng như vậy, không xin giàu có của cải, danh vọng, mạng sống của những kẻ thù và cả tuổi thọ cho mình nữa, mà xin sự khôn ngoan và hiểu biết để cai trị muôn dân dưới mình, nên ta sẽ ban cho ngươi. Ta cũng sẽ ban cho ngươi của cải, giàu có, danh vọng mà không một vị vua nào trước hay sau ngươi được như vậy." Trong cuốn sách The Lesser Key of Solomon, Guatia có nói về cách triệu hồi và điều khiển 72 con quỷ mà năm xưa vua Solomon đã từng triệu hồi và điều khiển. Người đọc sẽ không chỉ biết cách triệu hồi chúng mà còn biết được hình dáng, tính cách, đặc điểm và khả năng của chúng nữa. Cách triệu hồi chúng lên rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn là làm thế nào để điều khiển chúng, bắt chúng làm theo ý muốn của mình. Tôi chưa nghe rằng bất cứ một ai, ngoại trừ vua Solomon, có thể hoàn toàn điều khiển được chúng. Vì vậy, đây không phải là một trò chơi dành cho bạn. Hãy nhớ, đừng làm thử ở nhà. Sau đây thì là tên và khả năng cùng một số thông tin khác về 72 con quỷ. Chú ý là tước vụ của những con quỷ như là vua, lãnh chúa, bá tước, hầu tước là tước vụ ở dưới địa ngục, chứ không phải là trên thế giới loài người. Và Taka có nhắc lại lần nữa, nếu bạn là người yếu bóng vía hay là yếu tim thì không nên xem tiếp, bởi vì nó rất là đáng sợ đấy. Ở vị trí đầu tiên thì đó chính là Baal. Trong cuốn Le Grand Gimere, Baal hoặc là Baal, Beelzebub là người cầm đầu mọi ác quỷ dưới địa ngục và là kẻ mạnh nhất sau Lucifer. Nó cũng là con quỷ đầu tiên được liệt kê ở trong Berser Demonatia Daemonium của Quirot. Theo Quirot, Baal là vị vua đầu tiên của địa ngục với các thuộc địa ở phía đông. Hắn ta có ba đầu: cóc, người và mèo. Hắn nói bằng giọng nói vừa ầm vang cũng vừa thuyết phục và là người chỉ huy của 66 quân đoàn. Baal chính là Beelzebub, một trong những vị vua của địa ngục. 2. Agareth. Agareth còn gọi là Agreath. Ông ta cai trị vùng phía đông của địa ngục và đang được phục vụ bởi 31 sư đoàn quỷ. Ông có thể làm cho kẻ thù bất động, tìm kiếm niềm vui trong việc truyền bá những cái tư phi đạo đức và đổi bại. Hắn ta cũng có sức mạnh để làm chậm thời gian, hủy diệt nhân phẩm hay danh dự của con người. Hắn được miêu tả là một ông già trông có vẻ mặt hiền từ, cưỡi một con cá sấu. Agareth được đánh số 2 trong cuốn sách. 3. Vasago. Vasago là con quỷ thứ 3, con trai của Agareth. Anh ta có thân phận là một hoàng tử dưới địa ngục và cai trị 26 quân đoàn quỷ. Anh thông hiểu về quá khứ, hiện tại, tương lai và có thể tìm ra những bí mật hay cả những thứ bị che giấu nữa. Vasago từng được biết đến là một chàng trai cưỡi cá sấu. 4. Gamigin. Gamigin là một hầu tước, còn được gọi với cái tên là Marquis.
hay xuất hiện dưới hình dạng một con ngựa nhỏ hoặc là một con lừa. Gamergin lãnh đạo 30 con đoàn quỷ, nhưng đôi khi lại mang hình dáng của con người. Hắn ta nói giọng khàn khàn hay giảng giải về khoa học và có thể đọc được suy nghĩ của những kẻ đã chết trong tội lỗi. 5. Marbat. Marbat lãnh đạo 36 quân đoàn quỷ. Hắn ta là một vị lãnh chúa mạnh mẽ, thường xuất hiện dưới hình dáng một con sư tử, nhưng mà đôi khi cũng mang hình dáng con người. Hắn ta có thể nhìn thấu tất cả những lời nói dối hay là những sự việc bị che giấu. Hắn ta vừa là người chữa bệnh, vừa là kẻ mang đến dịch bệnh. Hắn ta rất là giỏi trong việc chế tạo mọi thứ và có thể biến một người thành bất cứ thứ gì hắn muốn. 6. Van For. Van For lãnh đạo 10 quân đoàn quỷ. Hắn ta mang hình dáng của một con sư tử với cái đầu của con người, hoặc là một con người với đầu của lừa. Hắn ta là vua của lũ trộm cắp, lừa đảo, những kẻ tội phạm hay sát nhân. 7. Amon. Amon lãnh đạo 40 quân đoàn quỷ, một hầu tước mạnh mẽ và quyền năng. Amon xuất hiện dưới hình dạng một con sói với cái đuôi là một con rắn phun ra lửa. Ông ta cũng có thể đội lốt người, nhưng vẫn mang bộ nanh của sói. Ông ta là kẻ đem lại hòa bình giữa quá khứ và hiện tại, cũng như là giữa những kẻ tử thù với nhau. 8. Barabatos. Barabatos lãnh đạo 30 quân đoàn quỷ. Ông ta là một bá tước và hầu tước vĩ đại, kẻ xuất hiện khi mặt trời trốn phía sau chòm sao Nhân Mã. Với 4 vị vua và 3 trung đội lớn hộ tống, ông ta rất giỏi các môn khoa học, là một kẻ có thể nhìn thấy những báu vật bị cất giấu. Ông ta còn có thể nhìn thấy được rõ ràng quá khứ, hiện tại và tương lai. Có một cái phác là trong một tập phim Gundam đã xuất hiện một Gundam cũng có tên là Barabatos và còn rất là lực nữa nha. 9. Paimon. Paimon cũng được gọi là Paimonia. Paimon là một trong những vị vua địa ngục và là con quỷ thứ 9 trong sách Asgardia. Biết vâng lời Lucifer hơn những vị vua khác và có đến 200 sư đoàn quỷ dưới sự cai trị của ông. Hắn ta có một giọng nói tuyệt vời và tiếng gầm rú ngay sau khi hắn đến. Rồi sau đó, vua quỷ sẽ trả lời rõ ràng những câu hỏi mà hắn được yêu cầu. Khi người triệu hồi muốn lập giao ước với vua quỷ này, người đó phải hướng về phía tây bắc vì ở đó có ngôi nhà của Paimon. Và khi Paimon xuất hiện, hắn ta phải được phép hỏi những gì hắn muốn và người triệu hồi phải trả lời thành thật thì mới có được những gì mình cần từ Paimon. Paimon dạy tất cả các nghệ thuật, triết lý, khoa học và cả những thứ bí mật nữa. Hắn có thể tiết lộ tất cả bí ẩn của trái đất, gió và nước, linh hồn là gì và nó ở đâu, và tất cả những gì mà người triệu hồi muốn biết, mang lại cho người thân nhân phẩm và khẳng định họ rằng một con người với ý chí của người triệu hồi. Paimon được miêu tả như một người đàn ông với khuôn mặt nhút nhát, đội vương miện quý giá và cưỡi trên lưng con lạc đà một biếu, chơi trumpet hay bất kỳ loại nhạc cụ nào khác. 10. Pure. Pure lãnh đạo 50 quân đoàn quỷ. Pure là một thống soái vĩ đại của địa ngục. Ông ta xuất hiện khi mặt trời ẩn phía sau chòm sao Nhân Mã. Ông ta hiểu biết về triết học tự nhiên, đạo đức, logic học và tất cả những loài thảo mộc cây cối. Ông ta có thể chữa lành mọi thương tổn và đau khổ, nhất là ở nam giới. Ông ta cũng từng đem tới những linh hồn tốt. Mây 10 cái tên thôi mà tôi đã thấy phê phê rồi. Giới thiệu xong 12 con quỷ này thì chắc là ngất mất. Thời đã chót thì phải chết. Anh em hãy cùng mình đón xem tiếp nha. 11. Gusian. Gusian lãnh đạo trên 40 quân đoàn quỷ. Gusian là một công tước vĩ đại của địa ngục. Hắn ta để cho một người thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai của họ. Hắn ta là kẻ biết câu trả lời cho mọi câu hỏi trên đời và là kẻ ban phẩm giá cũng như sức mạnh cho một chiến binh. 12. Saichi. Saichi trị vì hơn 60 quân đoàn quỷ. Ông ta khiến đàn ông yêu phụ nữ và ngược lại và có thể khiến mọi người trần truồng nếu muốn. Ông được miêu tả với khuôn mặt của một con báo và có cánh đại bàng. Nhưng mà theo yêu cầu của người triệu hồi, ông sẽ biến thành một người đẹp trai. 13. Belet. Belet là một vị vua địa ngục có 85 quân đoàn quỷ dưới sự chỉ huy của ông ta. Ông ta cưỡi trên lưng một con ngựa trắng và theo sau là đoàn nhạc công. Belet là con quỷ thứ 13. Khi xuất hiện, ông ta trông rất là khốc liệt để làm sợ hãi kẻ triệu hồi nhằm xem hắn có đủ can đảm hay không. Belet rất ghét bị gọi tên theo cách thông thường. Người triệu hồi phải cực kỳ dũng cảm và nên cầm một cây gậy màu hạt rẻ trong tay phải, vẽ một tam giác
bắt đầu từ hướng nam đến phía đông và hướng trên cao, rồi làm cho Belet tuân phục bằng một vài phép thuật hùng mạnh. Phải chào đón ông ta một vị vua với đầy đủ lễ nghi. Nếu mà Belet nổi giận, người triệu hồi phải thu thập tất cả các mối đe dọa từ những ma thuật mạnh nhất. Sau đó, Belet sẽ tuân theo và làm tất cả những gì mà ông ta được chỉ định. Nhưng mà người triệu hồi luôn luôn phải tôn trọng và tôn vinh Belet do thứ hạng của anh ta, và giữ một chiếc nhẫn bạc ở ngón tay giữa của bàn tay trái và luôn để chiếc nhẫn gần mặt mình. Lưu ý, đừng bao giờ làm Belet nổi giận, bởi ông ta là một trong những ác quỷ mạnh nhất. 14. Lerazé. Lerazé thống lĩnh 30 quân ẩn quỷ, là một hầu tước của địa ngục. Hắn ta từng xuất hiện dưới hình dáng một công thủ đẹp trai với bộ đầu màu xanh cùng cung và tên. Hắn ta có sức mạnh để gây nên và chi phối những cuộc chiến tranh và tai họa cho loài người. 15. Eligo. Eligo lãnh đạo 60 quân đoàn quỷ dữ, là một đại công tước của địa ngục. Mỗi người lại nhìn thấy hắn với một hình dạng khác nhau. Hắn thường được miêu tả một con quỷ tây, cầm một cây thương hoặc đinh ba, cưỡi trên lưng một bộ xương ngựa, đôi khi thì là một con rắn. Cũng có lúc hắn lại có hình dạng của một chàng trai trẻ. Hắn ta có sức mạnh nhìn thấu kết cục của mỗi cuộc chiến và những gì người lính phải gánh chịu sau trận chiến ấy. 16. Zepa. Zepa thống lĩnh 26 quân đoàn linh hồn báo tử. Zepa là một công tước của địa ngục. Hắn ta từng mang hình dạng một chiến binh trong bộ giáp sắt màu đỏ. Hắn ta có khả năng khiến phụ nữ trở nên dâm đãng và có thể biến họ thành một hình dạng khác khi mà đang làm tình với đàn ông. 17. Botet. Botet thống lĩnh 60 quân đoàn ác quỷ. Hắn ta là một thống lĩnh và bá tước của địa ngục. Hắn thường mang hình dạng một con rắn to đùng xấu xí, nhưng mà có thể biến thành hình người với bộ răng nhọn, cặp sừng ở trên đầu và thanh kiếm ở trên tay. Hắn ta là kẻ tạo ra quá khứ, hiện tại và tương lai. Hắn có khả năng đem lại sự hòa hợp giữa những kẻ tử thù với nhau. 18. Bathin. Bathin lãnh đạo 60 quân đoàn quỷ dữ. Bathin từng được miêu tả với hình dáng một người đàn ông to cao với cái đuôi rắn và cưỡi trên lưng một con ngựa trắng trông như đã chết. Hắn ta rất là giỏi sử dụng thảo dược và đá quý. Hắn có khả năng dịch chuyển tức thời một người tới bất cứ đâu hắn muốn. 19. Saleot. Saleot lãnh đạo 30 quân đoàn quỷ. Saleot là một đại công tước. Theo Johan Weir thì hắn là bá tước. Hắn được miêu tả là một chiến sĩ mạnh mẽ với chiếc vương miện ở trên đầu và cưỡi trên lưng một con cá sấu. Saleot khả năng ép buộc một người đàn ông yêu một người đàn bà và ngược lại. 20. Person. Person lãnh đạo 22 quân đoàn quỷ và là một vị vua của địa ngục. Hắn ta xuất hiện dưới hình dáng một người đàn ông có cái đầu sư tử, một tay cầm kèn, tay kia cầm một con rắn và cưỡi trên lưng một con gấu. Người ta bảo rằng trước khi thấy hắn, bao giờ cũng nghe thấy tiếng kèn vang vọng từ đằng xa. Hắn thích giấu và tìm những kho báu hoặc là những vật quý giá. Hắn cũng là kẻ mang những linh hồn tới những gia đình. 21. Morak. Morak lãnh đạo 36 quân đoàn quỷ, là một bá tước và lãnh chúa vĩ đại. Hắn ta thường xuất hiện dưới hình dáng một con bò đực lớn, nhưng với khuôn mặt của người. Hắn ta còn có khả năng dạy cho con người những hiểu biết về môn chiêm tinh và một số môn khoa học khác. Hắn ta cũng rất hiểu biết về thảo mộc và đá quý. 22. Epoch. Epoch lãnh đạo 36 quân đoàn quỷ, là một hoàng tử và một đại hầu tước. Hắn ta mang hình dáng kỳ dị với cơ thể một con kền kền, bờm sư tử, chân ngỗng và đuôi thỏ. Hắn có khả năng ban cho một người sự vui vẻ và lòng can đảm. 23. Aini. Aini lãnh đạo 26 quân đoàn quỷ, là một đại công tước. Hắn ta mang cơ thể một người đàn ông nhưng mà lại với ba cái đầu. Một cái đầu rắn, một cái đầu người với hai ngôi sao trên trán, và cuối cùng là một cái đầu mèo. Có người thì lại bảo đó là một cái đầu bê. Hắn ta từng đi miêu tả cưỡi trên mình một con rắn. Hắn thường tiết lộ bí mật của những kẻ khác và có thể biến con người ta trở nên bất lương. Các cụ có câu muốn ăn thì phải lăn vào bếp, muốn có sức mạnh triệu hồi ma quỷ thì sai lầm cũng to to rồi đấy. Ý kiến của anh em thế nào? Nhớ comment ở dưới phần bình luận. 24. Naberius.
Naberius lãnh đạo 19 quân đoàn quỷ. Naberius, hay còn gọi là Cerberus, là một đại hầu tước. Hắn mang hình dáng một con chó, có bảm thì nó là quạ và có ba đầu. Hắn được coi là chiến binh dũng cảm nhất của địa ngục. Hắn có một giọng nói vô cùng đáng sợ, có khả năng ban cho một người khả năng nghệ thuật và khôi phục lòng tự trọng đã mất của một người đàn ông. 25. Glatvalabolat. Glatvalabolat thống lĩnh 36 quân đoàn quỷ và là một đại thống lĩnh của địa ngục. Hắn ta xuất hiện dưới hình dáng một con chó rừng với đôi cánh diều hâu. Hắn rất là hiểu biết về nghệ thuật và kỹ năng ám sát. Hắn ta có thể khiến hai kẻ thù trở thành bạn, cũng như khiến hai người bạn trở thành kẻ thù của nhau. Ngoài ra, hắn còn có thể biến một người thành vô hình nữa. 26. Pun. Pun thống lĩnh 30 quân đoàn quỷ, là một công tước. Hắn xuất hiện với thân thể một con rồng và cũng có ba cái đầu. Một cái đầu người, một cái đầu chó và một cái đầu bằng mã. Có tài liệu nói rằng hắn ta có hai cái đầu rồng và một cái đầu người. Pun có khả năng ban cho một người sự khôn ngoan hiểu biết, tài hùng biện và sự giàu sang. Hắn còn có thể gọi người chết sống lại và triệu hồi những xác chết quanh quan tài kẻ đó. 27. Ronop. Ronop chỉ huy 20 quân đoàn quỷ. Ronop là một bá tước và hầu tước. Hắn ta mang hình dáng một con quỷ với cây gậy ở trên tay và không bao giờ báo trước sự xuất hiện của mình. Hắn rất là giỏi trong nghệ thuật và có khả năng cho một người khả năng hùng biện tuyệt vời, cũng như những người bạn và kẻ thù mới. Hắn ta còn được miêu tả một kẻ thu thập những linh hồn con người, động vật cây cối sắp mục giữa và đem về địa ngục. 28. Peret. Peret lãnh đạo 26 quân đoàn quỷ, bị coi là một công thức xấu xa, kể cả là đối với những con quỷ khác. Hắn xuất hiện với hình dáng một ông vua đội chiếc vương miện, mặc áo bào đỏ và cưỡi trên lưng một con ngựa cũng màu đỏ nốt. Để gọi hắn lên, bạn cần dùng chiếc vòng phép Beretta. Hắn ta có thể cho bạn câu trả lời về quá khứ và hiện tại. Thế nhưng sở thích của hắn lại là nói dối và làm hại người khác. Vì thế thì những lời khuyên của hắn là không thể nào tin tưởng được. 29. Atharoth. Atharoth là một công tước của địa ngục. Theo cuốn sách Dictionary Infernal, anh ta mang hình dáng một thiên thần đẹp đẽ, cưỡi trên lưng một sinh vật có cái đầu giống rồng và cầm trên tay một con rắn. Không nên lại gần anh ta, vì hơi thở màu xanh ngọc đẹp đẽ của anh ta cũng là thứ thuốc độc chết người. Muốn gọi lên và nói chuyện với anh ta, bạn phải đeo một chiếc nhẫn bạc ở tay trái và luôn luôn để nó ở sát mặt mình. Atharoth có khả năng trả lời mọi câu hỏi của người triệu hồi về quá khứ, hiện tại và tương lai. Anh ta cũng có thể nói cho bạn biết cách để tiêu diệt những con quỷ khác, trừ chính bản thân anh ta, và còn ban cho người đó những hiểu biết về rất nhiều môn khoa học khác nữa. 30. Phoneus. Phoneus lãnh đạo 29 quân đoàn quỷ. Hắn là một đại công tước. Hắn ta mang hình dáng một con thủy quái khổng lồ. Hắn có thể ban cho bạn khả năng thông hiểu mọi ngôn ngữ và rất là giỏi nghệ thuật, cũng như là sự mến mộ và khâm phục từ cả bạn bè và kẻ thù của bạn. 31. Forat. Forat thống lĩnh 29 quân đoàn linh hồn. Forat là một đại thống soái của địa ngục. Hắn ta xuất hiện trong hình dạng một người chiến sĩ khỏe mạnh. Hắn ta biết rất nhiều về thảo mộc và đá quý. Hắn có thể ban cho người triệu hồi sự thông tuệ, đạo đức, khả năng tàng hình và sự giàu sang phú quý. 32. Asmodai. Hay còn được gọi là Asmodan, là một vị vua đầy quyền lực của địa ngục. Hắn ta xuất hiện trong hình dáng kỳ dị với ba cái đầu: một cái đầu bò, một cái đầu người và một cái đầu cừu. Đôi của hắn ta là một con rắn, còn miệng thì phun ra lửa. Hắn ta cưỡi lên lưng một con rồng địa ngục, tay cầm thiết trượng. Hắn có khả năng trả lời mọi câu hỏi trên đời và biến người triệu hồi trở nên vô hình. 33. Gáp. Gáp thống lĩnh 66 quân đoàn quỷ, là một đại thống lĩnh và một hoàng tử của địa ngục. Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống phía nam, Gáp xuất hiện với hình dạng của một con người. Hắn ta là kẻ thống lĩnh vùng đất phía nam của cả địa ngục và nhân giới nữa. Gáp được coi là có sức mạnh và quyền lực ngang ngửa với Belet và được liệt vào ngũ bốn vị vua. Những kẻ khác thì là Zimina, Gerson và Amaimon. Mặc dù cuốn The Key Lesser of Solomon kể là Beliath, Belet, Amudai và Gáp,
hắn ta hiểu biết về triết học và khoa học nhân văn. Gã có khả năng điều khiển nước và là vua của những tinh linh biển, Sea Elemental. Hắn ta cũng có thể khiến một người trở nên vô hình, làm cho một người yêu hay ghét một người khác và dịch chuyển tức thời một người đến bất cứ nơi nào hắn muốn. 34. Fearful. Fearful còn được gọi với cái tên khác là Fearful, thống lĩnh 29 quân đoàn quỷ. Fearful là một bá tước của địa ngục. Hắn ta xuất hiện dưới hình dáng một con hiêu với cái đuôi rực cháy. Khi được triệu hồi lên, Fearful không mở miệng. Có bản nói là sẽ luôn nói dối. Cho đến khi hắn bước vào vòng phép hình tam giác, khi đó hắn sẽ trả lời bằng một cái giọng nói khá là thô. Hắn ta có khả năng tạo ra sấm sét và bão tố, làm nảy sinh tình cảm giữa một đôi nam nữ và trả lời những câu hỏi về mọi điều thiêng liêng bí ẩn nhất. 35. Metrosiad. Metrosiad là một công tước của địa ngục. Ông ta xuất hiện rơi cánh bằng mã và cái đuôi rắn cùng ngọn lửa phun ra từ miệng, nhưng mà cũng có thể biến thành hình người nếu mà được người triệu hồi yêu cầu. Metrosiad là một chiến binh quả cảm và là một người lính trung thành. Người ta kể lại rằng Metrosiad vốn là một thiên thần xa ngã. Ông ta luôn làm việc cật lực và tuyệt đối trung thành, với hy vọng rằng sau 1200 năm lưu đày, ông ta cuối cùng cũng có thể trở lại thiên đàng. Nhưng tiếc thay, đó chỉ là sự lừa dối. Metrosiad lãnh đạo 30 quân đoàn quỷ. 36. Solas. Solas thống lĩnh 26 quân đoàn quỷ. Solas còn được gọi là Stolas, là một đại hoàng tử của quỷ giới. Hắn ta xuất hiện dưới hình dáng một con chim cú với đôi chân dài kỳ lạ, một con quạ hoặc là một con người. Hắn có kiến thức phong phú về thảo dược, độc dược và đá quý. 35. Vô cùng đáng sợ và kinh khủng đúng không? Và đến đây thì phải nói lời chào tạm biệt đến các bạn rồi. Đừng quên bấm like, share và subscribe để không bỏ lỡ những cái điều thú vị trong video phần 2. Chân thành cảm ơn anh em.